xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Mình hôm nay là như video trước, mình đã bảo giới thiệu, chuẩn bị đi sang bên núi thứ hai để mình tìm hiểu hang động và xem nơi ở như thế nào, thì chắc là mình sẽ có 24 giờ sống ở đó. Thì hôm nay mình sẽ đi review cho anh em xem nơi đây có gì hot, chắc là cũng có cái gì sợ đấy. Thì là video trước mình có quay núi bên kia, anh em có thấy không? Đó, cái núi hôm trước mình quay ở đấy. Thì hôm nay mình sẽ sang bên núi thứ hai, mình chuẩn bị đi thăm hang động để quay cho các bạn xem và xem nơi ở như chỗ này như thế nào, để mình sẽ có một dịp tham quan lớn. Không phải tham quan lớn nhá mọi người, mà là chỉ là đi chơi. Thì mọi người nhớ đón xem. Cảm ơn mọi người chú ý nhá. Ok, tới rồi. Như anh em đang thấy, đằng sau chỗ mình đây là một quang cảnh thiên nhiên nó ban tặng cho. Thì là mình cũng đang đi tìm xem có nơi nào ở ấy. Thì là mình sẽ có một ngày sống 24 giờ ở đây. Mình chưa chắc đâu, bởi vì là mình cũng hơi rợn tí. Thì anh em nhớ đón xem tập sau của mình nhé. Thì video trước mình cũng có giới thiệu, anh em video trước mình cũng chưa hoàn thiện mấy. Thì là video này thì mình sẽ cố gắng để giới thiệu cho anh em xem. Thì đây, sau mình, anh em tí chuẩn bị mình sẽ vào hang động xem để ở như thế nào, thì mình sẽ nói cho anh em biết sau nhá. Anh em bắt đầu chuẩn bị thôi. Ok, thì là mày nói chuyện giới thiệu với anh em quá, thì bây giờ mình quên giới thiệu đồ vật ngày hôm nay mình mang đi. Đó là một cái cặp anh em nhá. Đây, mình chỉ đựng mỗi một cái đèn pin để hỗ trợ mình đi vào hang động sẽ như thế nào anh em ạ. Đèn pin này. Đó, đèn pin mình vừa mới mua. Giới thiệu luôn là một cuốn vở ghi lại lịch sử anh em ạ. Đó. Một cái mũ bảo hiểm. Đi vào đấy sợ bị rơi đá vào đầu. Thì là mình thôi, mình cũng nói đùa thế thôi. Thì là hôm nay mình quay cho anh em xem, thấy nào anh em mình cùng đi thôi. Ok mọi người, mình đã tới cửa hang động rồi. Thì anh em chuẩn bị vào xem bên trong này có gì nhá mọi người nhá. Bây giờ mình đang đi, anh em cố gắng xem đến tập cuối nhé. Thì đằng sau này là có bộ đội đang làm việc ở đây, không biết được vào không, nếu mà vào cứ gì kiểu thì chỉ anh mình cố gắng đi review giới thiệu cho anh em xem. Thì ok, đến nơi đây có từ xưa rồi. Thank you.
nhiều. Quen rồi, không sợ. Thì đang ngủ có lúc thì rung cả giường. Nó mạnh, anh em hiểu là biết là nó mạnh như thế nào luôn đấy. Bao nhiêu lần rồi anh em ạ? À, anh em thấy chưa? Mình phóng to cho anh em xem. Quân đội làm. Không biết thì sao cơ đâu. Bên kia là có cây to là chắc cũng là có mộ sao anh em ạ? Thì cũng ghê. Mình cũng không hay. Hiếm khi mình cũng hay đi vào đây để chơi lắm. Thì nơi đây chỉ nên đứng ở xa chứ không được xem sang gần. Các chú lại chửi cho lại tắc đầu. Đó, nơi đây cũng nhiều chim anh em nhá. Có gì vào đây ai có nhu cầu thì CMT bên dưới mình sẽ đưa anh em đi bán chim. Rất nhiều các loại chim ở đây. Thì mình cũng xin được kết thúc video ở đây nha. Thì tuần tầm mấy hôm nữa thì mình có thể quay cho anh em xem. Thì hello mọi người. Mình xin được kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip của mình. Và đừng quên ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh hộ mình nhá. Thì gọi anh em bạn bè đến để ủng hộ video của mình nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.